Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhé. Hôm nay tiếp tục mình lại lái con Komatsu 50-2E màu xanh này đi dọn một cái mặt bằng các bác nhá. Hiện tại thì bây giờ cây cối cũng như là các cái cỏ nó vẫn còn đang rất là rậm ở đây. Thì bây giờ mình sẽ đi để mình dọn hết cái khu vực này. Thì cái công trình này hôm nay nó là một cái hạ một cái nền mặt bằng. Nhưng mà bây giờ hiện tại ở phía bên trên này nó đang cao lên khoảng độ 1m đến 1m rưỡi. Đất nó lồi lên thì bây giờ mình anh Sơn để anh ấy đi nhận, nhưng mà chưa biết được là nó cao bao nhiêu, diện tích bao nhiêu để dọn hết cái bãi rác rửa này đi các bác nhá. Đấy thì bây giờ thì mình sẽ đi xuống máy để gạt hết những cái bãi này đi. Đây đây có một cái mô đất cực kỳ to này này, không biết nó là cái đống mối hay là cái gì đây. À, một cái nền nhà cũ, đây là một nền nhà cũ. Đó. Đây thì ở phía đằng trước này thì nó vuông đến gốc xoan này này, thì sau này thì mình sẽ dọn ngoài này sau để cho các bác ấy lấy những cái cây chuối này đi đã các bác nhá. Đấy thì hôm nay mình sẽ dọn từ đây vào. Ok. Đây, cái con máy của mình thì hiện tại thì hôm qua vừa đi đào móng nhà các bác. Nhưng mà do là cái móng đấy thì nó cũng đã xong rồi, mình cất máy gọn vào rồi. Nhưng mà anh Sơn anh ấy lại chưa chuyển máy về. Thì hôm nay mình lại chuyển cái máy này đi làm thôi. Sẽ gạt hết những cái cỏ ấy. Hôm trước mình có làm một cái video đó là đi san mặt bằng xong sau đó đổ bê tông ấy. Thì cái video đó thì mình lại được san từ mặt bằng, từ cái nền mặt bằng đến cái lúc mình đây nó có một cái dây ấy này nó mắc vào cái máy của mình. Cái dây này là cái dây mạng, nó có một cái đoạn dây cáp ở đằng trước này. Cái video đó thì mình lại cũng rất may là mình làm được từ đầu đến cuối, tức là từ cái lúc mà cái cây nó còn xanh như thế này này, anh em sao cây mấy chút nhỏ còn bỏ trên đất thì các bác xem có thể thấy nó còn xanh như thế này luôn, mà mình dọn đến lúc mà nó hết luôn được cái lượng đất ở ấy luôn, làm sạch thành một cái mặt bằng xong sau đó là mình san xong đổ bê tông đàng hoàng nhá. Đó. Dây rồi. Nhưng mà trong này em biết bao nhiêu? Thằng nào? Thằng đấy nó không ở đây đâu, chỉ có em làm thôi. Bây giờ em gạt hết cái cỏ trước xong rồi lúc anh phải đi xác định cả đằng sau nữa chứ. Vâng, bây giờ em gạt hết cỏ, gọt hết rác đi đã. Vâng. Đây là cái anh vừa rồi đó, là anh chủ. Bây giờ mình sẽ lùi lại để bỏ cái dây này ra nhé, bỏ cái dây cáp. Cái dây này rất là mát đây này anh em ạ. Những cái búi lau này thì mình sẽ bỏ hết đi nhé, bỏ hết ra sang bên này. Thì lúc trước để không làm nhà, không làm gì vào đây cho nên là nó mới ra như thế này đấy. Làm nào để bỏ cái dây này ra chứ. Đây là nó ở đây ra rồi. Mình sẽ tiến lên. Dây này nó sẽ rơi ra nhé. Dây cáp này thì nó cực kỳ, nó là chắc chắn luôn. Nó vẫn là cái mùa ong anh em ạ. Cũng đang lo là vào đây là nó sẽ gặp phải ong đấy. Nhưng mà những cái chỗ này nãy nó rậm rậm đấy rồi, nhưng mà mình múc cũng không thấy gì rồi. Không thấy con ong nó bay. Có lẽ là nó sẽ mình sẽ yên tâm hơn.
Nếu mà thấy chỗ nào mà có nhiều ong bay quá là nguy hiểm lắm đây nhỉ. Còn cái cây, những cái dây này. Mũi này đào được hết lên thì nó khoảng bao nhiêu luôn này nhỉ? Này mình sẽ hạ xuống anh em nhá. Hạ xuống khoảng độ là mấy chục cm thì nó dây mạng nó vẫn đang đi theo mình như này. Và hết được cái dây mạng này đi thì sau này nó đỡ mắc vào người. Đây là cái bê tông. Tông này nó mắc người ta đập cái nhà trọ kia ra cho ông đây. Đây nó là những cái rác rưởi này. Trong này nó là đất tươi rồi, đất này rất là sạch thôi. Chỗ này ngày trước thấy anh Sơn bảo là cái chỗ này ngày trước là em cò xúc rồi. Cái ô này, nó hạ cái nền ở phía bên trên này. Cái cùng trong cái phần pha ly ở trong
xong là sẽ chuyển ra đầu ngoài. Thank you.
Chuối này các bạn nhé, chặt hết cây chuối, à, chắc là nó qua vùng vào đến đây rồi. Có cứ chặt hết đi để nó chặt hết thôi. Cái mầm mà có con này mày đào lên cho bác nhá. Vâng. Cây xoan này của bác à? Vâng. Bảo hơn 50 phân thì trên này phải chở đi chứ. Chả thế sao? Anh bảo bây giờ san ra đây đắp thành cái đống to này ai người ta nghe? Người ta phải mất tiền người ta múc đi rồi, bây giờ mình lại đắp lên đấy thì ai người ta nghe? À không, thế thì múc lên chở đi luôn, như cần thì phải múc có thế. Chứ còn không đắp sang bên kia đâu. À vâng, kia là cái rác cháu để ở đấy, mai nó thối đi thôi, chứ còn bảo nếu mà đất mà bây giờ cho sang đấy người ta còn mất công người ta chở đi bây giờ. Vâng, làm sao mà đắp lên đấy được. Bà bảo trên này nó hàng mét đất đi đắp bao nhiêu. Vâng, làm gì đây người ta còn phải mất công múc đi rồi. Làm gì mà mình đi đắp lên đấy thì mà ví dụ nó có một ít thì không nói. Nhiều lắm, cái chỗ đất này có mà chở đến hàng ngày rồi không hết. Còn chỗ đổ còn đầu kia đồ nọ còn phải xin phép, nó không phải như kiểu ngày trước cứ động mà là múc được đâu. Và nó xin cái để mình làm đất này thôi mà. Nhưng mà phải, nói chung là cũng phải phải đi xin. Ông ấy còn bảo cháu vào đi một căng dây mà đo, mà bây giờ đít nó ở đâu ai mà biết được, ông chủ nhà không cần mới biết được chứ làm gì mà cháu mà biết đít nó ở đâu, nó vô vắn như nào nữa chứ. Để ông ấy hết đi thì cháu cào hết cái rác này đi thôi mà, cho nó hở ra thằng đến lúc để nó đi nó đo. Vâng, nó lên đất đai này nó không như kiểu là ấy được đâu. 4 triệu cơ à? Đắt đấy. Nhưng mà 4 triệu nhưng nó là sau này là nó có mốc rồi thì nó không lệch đi được. Mình theo cái căn cứ của địa chính nó bắn rồi. Chứ còn bây giờ nha, tự làm nha, sau này đến lúc nhà bên này bỏ sang 10 phân đấy là đến lúc đấy là mất việc. Cái này chắc là chỉ có hạ mặt bằng rồi. Vâng. Đấy, nó không vào đấy thì bác cứ vứt quá cái tí, cháu cào bớt cái rác cái xỉ xỉ này đi cho. Không có nó lại rác.
nhiều đất lắm, cái chỗ này mấy chỗ kia nó cao gần mét rồi còn đâu. Ông bảo hơn mặt đường cái 50 phân mà sau này làm nhà chắc nó chỉ khoảng đấy. Ví dụ ta không, gốc chuối này vẫn cao. Sâu nhiều chứ anh. Hiện tại bây giờ được. Chả thế sao, nó còn phụ thuộc vào cái đâu đi ra xa hay đi gần nữa chứ. Ông cứ đòi làm một tí thì đòi xong được. Không có thằng gì lên đây nó tìm chủ xin đất với bác, tìm suốt mà chả biết chủ ở đâu. Đấy mẹ, cái chỗ này mà cho nó xem nó múc hết đi có ngay. Cho múc ngay thằng đấy nó bán 300 xe. Đấy. Nhưng mà không phải lúc nào cũng có thế, lúc nó cần thì nó mới ấy. Nó lên đây nó tìm chủ suốt để mà... tìm đất mà. Hạ cái này đi à? Bảo là chị chả biết chủ đâu cả. Này chắc mua qua nhiều người rồi. Cái anh lúc nãy hình như bảo cũng không phải chủ nhà đâu mà. Vâng. Đợi nó thằng ấy thôi. Thế bảo là làm hộ người ta. Thằng này nó mua giới đất. Mua giới à? Cò à? Nó bán nhưng mà chủ nhà yêu cầu là nó có đẹp bằng cho chủ nhà. Yeah. Đây nó thực tế như này. Nhìn nó cũng thấy. Rộng rác không thì cần thiết lách gì. Không, ví dụ mà san bằng ấy, em chỉ san bằng như thế này được thôi. Cái chỗ to cái em cho ông đây thôi chứ không bảo hạ hơn cái này 50 phân thì nhiều lắm, từ trong như ra đây mà đắp lên đây làm sao mà được, cái cỏ này còn cho sang được. À không, nãy anh chủ em bảo rồi. Nó bảo múc gì ạ? Bảo cái này là chỉ bây giờ làm hết cái cỏ này đi đã, xong rồi vào mấy máy tiếp. À cứ làm cỏ. Và nó bảo là ông ấy bảo là 3 triệu là hết cả chở rồi, nếu mà thế thì nguyên tiền chở 3 triệu hết rồi. 30 xe là có khi là còn đấy. 3 triệu sao không được. Cả còn cả máy nữa. Chả thế sao? Mà bây giờ còn không có chỗ đổ đất. Anh có nếu mà mình kiếm lúc đầu bán ở gần đây mà có chỗ đổ, kể cả bây giờ đổ không cũng được. Ví dụ mình mang ở đấy mình còn nổ, mình lấy ở đây mình ít. Đéo bù cho mấy hôm trước bọn nó vào nó tìm nó xin đất. Nó múc bên này này. Vâng. Đi về ấy cái đừng đào cái mốc đi nhá. Vâng vâng. Cái này đúng ra là nó phải chôn cột bê tông ở hai cái đầu mố này này. Đây, đây đi đóng cái cọc này thì làm sao nó chuẩn được. Cột bê tông nó sơn cái đầu nó đỏ đỏ rồi. Và... bây giờ nhá, muốn nhà bọn này muốn đưa vào thì gọi địa chính vào bắn máy cho. Vâng. Hai mốc, bốn mốc cắm vào. Đúng rồi. Căng dây cuốc. Ngoài cái đây, ngoài này cái. Căng dây cuốc, cuốc xong rồi xây thì xây. Ngày xưa đâu, chắc giờ. Chắc kiểu là chủ nhà nó lại ở tận đầu ở đâu không giao hết trong này. Giao hết cho ngoài. Không bảo là nhận có 3 triệu. Điên, 3 triệu. Mẹ bảo bây giờ 3 triệu anh bảo bây giờ san chỗ này vứt đất đi đâu mà vứt lên đây rồi vứt làm sao ai người ta nghe. Mẹ người ta cái này trước máy em xúc bao nhiêu chở bao đất đi nó mới được. Thì... đất máy này của thằng Sơn gì nhỉ? Sơn Thăng đấy. Sơn Thăng. Cái này múc lâu nhưng mà không biết là múc lâu từ bao giờ. Đây mà hào nha. Vâng. Năm ngoái mấy năm trước máy em sơn nên giảm múc ở đây thì này. Vâng vâng, lúc anh ấy bảo là anh ấy múc cái cục này mà. Bảo anh bảo bây giờ mẹ nó tính như này dài 40 mét. 42 mét mà hạ nền như thế thì đất nó nhiều lắm chứ có phải ít đâu. Này mẹ 3 4 xe chở. Đấy. Ví dụ mà đổ ngay gần đây thì mình còn đi lại nó ấy còn nhanh được chứ ví dụ đi xa thì xong lại còn đất ra đường đầu nọ đầu kia chứ có phải đơn giản đâu cái trời mưa này. 7 đám củ vào đây. Trôi được. Đấy. Một ngày thôi. Chắc làm một ngày thôi. Chúng nó phải thế. Bây giờ ví dụ xong rồi sáng mai đo đạc ra khối thì mình tính nó cũng ra được mà. Nhưng mà lúc nãy nó xanh ông bảo là 3 triệu khoán hết cho chỗ này chở bằng mốc cao hơn đường 50 phân thì anh bảo đấy làm sao mà mình làm gì cuốc được vuông, mình phải cuốc nó to hơn ra, sau này ông xây bao nhiêu thì xây chứ mỗi bên nó phải ra một ít đi. Khối lượng nó cũng ra nhiều. Ôi đi, mẹ cứ cào cái chỗ này vào đây ra đây thế đấy mẹ mà lấy 3 triệu. Còn nếu mà san bằng thì đơn giản thôi. Nếu mà nó bảo là mẹ ấy thì thôi cầu kỳ thì thôi. Cào bằng ngay lấy 3 triệu xong mai nó làm đéo thì nó lại gọi tiếp hiểu không? Đâu cái này em là nhận khoán cái buổi chiều này thôi, ông đi thuê theo buổi thôi. À là
3 triệu chiều nay. Không, 1 triệu mấy thôi, một buổi thôi mà. Một ngày mới có 2 triệu rưỡi thôi. À không, lúc nãy bảo rồi. Bảo là chỉ cào cái rác xong rồi vào để ông ấy đo cho em mới xác định được chứ. Anh bảo bây giờ có đúng một cái mốc này, đo sang kia mới lại vào kia thì em biết lấy cái gì mà em căn vuông được. Tí nó lệch sang đuôi thằng của bác kia làm sao. Hai ông chủ với nhau có khi nó còn nhầm chứ không phải mình có biết cái gì đâu. Thế thôi, bọn em chỉ cào sạch cái đấy cho nó trơ đất thôi mà. Mai kia phải chở chứ cái làm sao mà cái này quăng sang đây được. Ai thằng nghe. Vâng, cháu làm bằng để cho nó xây cái bờ rào ấy bà. Nhưng mà cái này phải chở đi, trên này nhiều đất lắm. Có tí thôi, cái bờ kia là đúng là hết rồi, cái mô này, cái mô này thôi. Nhưng mà nó chỉ thấp hơn cái chỗ chân kia bác đứng kia mà. Đấy. 50 phân rồi mới mặt đường này. Cái chân kia là nó ấy bằng rồi đấy. Mỗi tí kia nó lở xuống thôi. Nhiều đấy. Lắm. Nó bằng thấu được đâu, không nhầm ba củ đâu. Là ba củ là tính cả chở mà anh, có phải nguyên san đâu. Bây giờ mà đào lên 30 xe thì tính ra giá chở đi thì đấy, không tính cước luôn là 100 xe thôi là hết ba củ rồi, nguyên xe nó đã đớp bằng đấy, máy làm gì cả có. Đấy. Thế anh bảo bây giờ 30 xe thì nguyên xe chở đi đã 3 triệu, máy làm gì được, không cái gì. Đấy. Đấy. Nãy ông kia ông bảo là bây giờ đấy sáng nhận đấy là vào đây là chỉ san bằng thôi. Thế vào đây xong lại bảo là thấp hơn cái mặt đường 50 phân, cao hơn 50 phân thì 50 phân nó phải khác. Không đất xúc bên xe nó ra lắm bác ạ, nó không như kiểu mình tính đất củ được đâu. Thế thôi mà. Tí thôi là xúc một tí cái đoạn đầu đấy thôi cũng trục xe đi rồi bay rồi đấy, không phải ít đâu. Không, bây giờ tí nó cứ căng dây lên thôi, mình lúc đấy mình bấm mình sửa. Kể cả sau đó cháu thuốc không đổ bác ý, còn đến lúc nó xây bờ rào nó xây vuông. Xong là đến lúc đấy bác lại bác để. Đấy, kể cả như của bác cũng thế thôi. Thì sau này đến lúc nó xây là nó phải xây vuông, còn cháu đào có thể nó vào thêm đấy một tí. Sau này mình lấp lại.